Nó meo meo tôi. Anh ơi, đôi môi này chỉ ăn được cá đã bao giờ hôm mai đâu. Úi trời ơi. Tôi tưởng các bạn thương tôi lắm, bảo thương tôi mà bắt tôi chơi game này là ghét tôi rồi. Các bạn có yêu thương gì tôi đâu. Còn thương sớm đón chiều đưa, hết thương nắng xế vẫn chưa thấy hình. Cứ đối xử với tôi như này đi, rồi một ngày tôi dỗi nhá, thì các bạn một mình một cõi bến mơ, trông nước nước chảy, trông bèo bèo trôi, tìm hoài mà chẳng thấy tôi, giật mình tỉnh mộng, vườn không bóng người nhá. Nhớ mặc đấy. Theo như tôi tìm hiểu ấy, thì bây giờ tôi sẽ cùng vợ đến một ngôi làng nào đấy có rất nhiều người bị giết. Ôi, thế nó lại giống Hải Phòng quê tôi chục năm trước rồi. Ơ, thế là được về quê à? Ui, thế thì game này dễ quá. Đá bóng trên sân nhà là vô địch rồi. Tôi là thổ địa vùng đất cảng cơ mà. Làm sao mà siêng tôi được? À, gì đấy? Úi trời ơi, rơi máy bay. Ui, mẹ thằng phi công nhá. Ui, lái thì ngu mà nghịch ngu thì giỏi thế. Ui vợ ơi, nắm tay anh. Thôi nặng quá, bỏ ra. Ui, may mà vẫn lên được đấy. Em ơi, em đừng hét nữa. Đám dỗ là nhớ lại hình ảnh của đám tang thôi. Đừng sợ, nhắm mắt vào. Các bạn sẽ hỏi là tại sao tôi bình tĩnh thế? Tôi là nhân vật chính cơ mà, chết làm sao được. Có vợ tôi thì họa chăng là trông ra ngọn cỏ lá cây, thấy hiu hiu gió thì hay vợ về thôi. Ui, thế là mình độc thân rồi đấy. Đấy, vẫn sống, tuông bất diệt. Nhưng mà nhìn hiện trường thì chắc vợ tôi tang tác như hoa giữa đường rồi. Ơ từ từ, mà anh phi công đâu rồi nhỉ? Ui dồi ôi, nàng tiên cá treo trên cửa sổ, chúng nó treo anh tôi lủng lẳng ở đầu làng. Lại câu chuyện cũ, bà em đưa em ra đầu làng, nhưng đầu làng là cái bãi tha ma. Bà em không bao giờ đưa em ra đấy cả, nhầm làng rồi, quay đầu thôi. Ui dồi ôi, làng kìa. Ui, con nghe mẹ kể ngày xưa quê hương của mẹ mỗi trưa nắng hè, bình yên những mái nhà tre, sông thu in bóng, êm đềm tiếng ve. Đấy là tả quê ai chứ không phải tả quê tôi rồi. Vì từ góc độ này trông nó giống Lầu Xanh hơn. Trông nó khác gì biệt phủ của Minh Béo không? Úi dồi ôi, có lòng trồng hoa, hoa chẳng nở, vô tình trồng đít, đít nở hoa. Úi dồi ôi, cái số tôi nó khổ thế nhỉ. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Vãi người lạ ơi. Úi dồi ôi, hai viên bi trong quần đang rung lên như sổ số kiến thiết miền Bắc. Làng quê mình thanh bình đấy. Tiếng quạ kêu như chào đón tôi về. Đúng là âm thanh của làng quê rồi. Mẹ cái đàn này. Bà già mày. Ôi dồi ôi, con tim nhỏ bé của tôi. Vợ ơi, em ở đâu thì thò đầu ra để anh xách em về được không? Mẹ lang thang thế này thì khổ quá. Ây da. Ôi dồi ôi, hỏng mẹ con kính Gucci chợ Đồng Xuân của tôi thôi. Cay thế nhỉ. Ôi chị tôi, người phụ nữ lực điệt, vai 5 tấc rộng, thân 10 thước cao. Ui mẹ, cái cuốc trên vai chị mà bổ thì đúng là trông về bác ngác, mênh mông, phất phơ giữa ngọn nắng hồng ban mai đấy. Vợ ơi, em đâu rồi, trốn kỹ thế, ra đây nhanh lên. Năm nay đói kém mất mùa, có đứa chuẩn bị mang anh đi làm phân bón đây này. Chui vào thùng là bất tử. Đi chưa? Alo. Bình tĩnh, bình tĩnh. Anh Chạy. Ui, mẹ tầm này Usain Bolt có xuất hiện thì cũng tuyên bố tuổi luôn. Cái gì đấy? Uầy, phố lên đèn là tất cả thành dân bay trầu cau Vinahouse luôn. Đã bảo rồi, đồ ngon chẳng dùng được lâu, đành thôi ước mộng làm giàu dở dang. Hiền nhân đã dậy rồi, thằng nào chơi đồ ngủ quá giờ chưa? Tao đố thằng nào giàu được. Úi giời, bê đồ có đứng được đâu. Thanh niên trai tráng một thời, bây giờ nghiện hút đứng ngồi khó khăn. Đấy chưa, ông nào đang xem kênh tôi nhá, bỏ đi mà làm người nghe chưa. Quá nửa đời phiêu giạc, cuối cùng tôi cũng tìm thấy vợ tôi rồi. Em ơi, em trốn kỹ quá, kỹ hơn cả vẻ đẹp tiềm tàng của anh rồi. Tao biết chúng mày nhớ nhau nhưng mà chạy được không? Cứ chạy đã, xong tí về sục bình xăng con đá trứng cúc nhau cái gì thoải mái. Đấy, không ngoài dự đoán thì tôi đã bị xích. Thôi sao rồi, chúng nó đè ngửa vợ tôi ra rồi. Không ngờ mình lại có ngày phải đóng vai anh chồng bất lực như thế này. Đúng là đau lòng tử biệt sinh ly, thân còn chẳng tiếc, tiếc gì đến duyên. Thôi chào vợ nhá. Wow. Chị ơi đừng lại đây. Vợ em nằm kia mà. Ơ kìa. Thôi xong rồi, gặp đúng nước khẩu vị động đạo rồi. Úi dồi ôi, phần trước thì Minh Béo, phần này thì Trần Đức Bo. Úi dồi ôi, tha. Úi dồi ôi, nó meo meo tôi. Anh ơi, đôi môi này chỉ ăn được cá đã bao giờ hôm mai đâu. Úi dồi ôi, nó múc chung chung tôi các ông ơi. Cứu. Tôi sang chứng tâm lý rồi, thôi kết thúc ở đây nha.